Huy xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì hôm nay tại Toyota Hiroshima Tân Cảng, bên Huy mới về một siêu phẩm nha các bạn. Innova số sàn được sản xuất vào năm 2018. Chiếc xe này thì mua ở tại hãng và bảo dưỡng rất là đầy đủ nha các bạn. Mới chỉ lăn bánh được khoảng 14.000 cây số thôi nha các bạn. 14.000 cây số với một chiếc xe sử dụng cho gia đình. Đó, các bạn thấy không? Xe trang bị rất là nhiều cái phụ kiện, mình sẽ quay sơ bộ cho các bạn xem. Còn về chắc xe thì mới 14.000 cây số thì chắc chắn rồi, mọi thứ còn nguyên bản, hầu như sơn là còn rin. Đó, đây là những cái phần gắn thêm nha các bạn. Mặt chrome đó, ga lăng mặt chrome rất là đẹp và làm cho cái đầu xe khá là sáng nha các bạn ha. Đó, mình sẽ xem qua. Rồi, đây chủ xe có những cái đẹp bảo vệ gặp mưa, rất là kỹ nha. Gập gương tự động nha các bạn. Đó, khi mà Huy tắt máy thì cái gương nó tự động nó gập vô. Đây, vỏ xe còn nguyên bản theo xe. Đó, gai vỏ còn cực kỳ là dài. Đây, cái gió rồi còn đầy đủ nha các bạn. Rồi ở bên hông xe thì có che mưa. Đó, che mưa có viền mạ chrome. Ngoài cái gập gương tự động thì có đây các bạn, ốp gương nha, ốp gương. Rồi đây, ở phía bên trên của cái kính cửa, ngoài dán phim thì nó sẽ có một cái miếng để chống cái việc tụ nước. Chỗ này là mình sẽ quan sát được phía sau khá là kỹ. Đó, nẹp chân kính nha các bạn ha, không thiếu chỗ nào có món gì cả. Chén cửa mạ chrome, tay nắm cửa mạ chrome. Nó để bước chân luôn các bạn, đầy đủ, không thiếu một món gì. Và ngoại thất các bạn xem, xe này thì bên Huy mới lái về thôi nha các bạn, mới lái về chưa có vệ sinh, chưa có làm gì hết, nhưng mà thực sự chiếc xe này quá đẹp. Đó, các bạn thấy không, không có trầy xước gì cả, hầu như là chất lượng của sơn là hầu như là nguyên bản hết các bạn. Ở phía sau thì các bạn có thể thấy được nè, nẹp mà cái nắp xăng, cùng với đó là đây các bạn, mình quên nói chỗ này, những cái miếng để bảo vệ cái cửa không có bị va đập và trầy xước khi mà mở ha, mở cửa nha. Hay vỏ sau đó các bạn thấy không, chất lượng của một chiếc xe là nó ở cái chỗ là cây số chạy quá ít cho một chiếc xe số sàn. Các bạn kiếm ở trên thị trường rất là hiếm để có được một chiếc xe như thế này. Đó, vừa phụ kiện vừa đầy đủ, full phụ kiện nha. Camera dè, hay cảm biến dè, đó, những cái ốp này các bạn thấy không, ốp ở trên cản là một trong những cái chi tiết khá là cần thiết để tránh việc trầy xước cho cái cản. Rồi còn cái viền chỗ đèn phản quang cản sau, đó, vỏ sơ cua chưa chạm đất luôn nha. Đây các bạn thấy không, đó, gầm nhún còn đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Bên Huy đã kiểm tra 176 hạng mục rồi nha. Xe đúng nguyên bản, đúng 14.000 cây số. À, mọi thứ khá là tuyệt vời. Các bạn thấy không? Nhìn xe rất là đẹp. Chủ yếu là bên Huy sẽ về làm marukuri lại thôi. Đó. Còn xe thì thực sự là không cần làm gì lại nhiều, vì nó quá đẹp rồi. Rồi, sơ lược về cái phần ngoại thất của chiếc xe này, Huy sẽ mời các bạn xem chi tiết về phần nội thất bên trong của chiếc xe này nha. Đây là một trong những sản phẩm mà Huy nghĩ là rất là hiếm ha, để tìm kiếm trên thị trường hiện tại. Huy mời các bạn ạ. Đây, Huy mời các bạn xem về phần nội thất bên trong của xe. Đây là những cái miếng che nắng nha. Đó. Rồi đây, phía sau thì chủ xe có bố trí một cái khay để đồ phía sau. Rất là kỹ nha. Đồ nghề đây các bạn. Đó, còn nguyên vẹn đầy đủ hết. Đây, ghế đã được bọc da. Da này da xịn luôn nha các bạn. Đó. Thực sự quá đẹp. Da màu nâu. Ở trên trần này có bọc ni lông trần rồi đây các bạn. Đó, sạch sẽ. Mỗi cửa gió thì đều có hai. Mỗi cái dàn ghế đều có hai cái dàn lạnh. Hai cái cửa gió dàn lạnh. Đó, các bạn thấy không? Khủng không? 2018, thực sự tìm kiếm một chiếc xe này không có trên thị trường đâu nha các bạn. Đó, da xịn và
bên Huy mới lấy về chưa có vệ sinh, nó hơi dơ tí xíu các bạn thông cảm nha. Nhưng mà da ghế chất lượng của chiếc xe này thực sự rất là đẹp, đã bọc da rồi. Ở phía dưới sàn thì có bố trí cái tấm lót bằng cao su đó, rất là sạch. Này này, may bằng da luôn nha các bạn. Đó, chủ xe rất là kỹ trong việc những cái công tắc này, mà chủ xe còn dán băng keo nữa các bạn cho nó đỡ mòn đó. Này xương đồ này nọ thì bên Huy kiểm tra kỹ rồi nha, không có bất kỳ một lỗi nhỏ nào cả. Các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng của chiếc xe này, cam kết với các bạn. Các bạn xem xe là thích thôi, vì nội thất bên trong là quá đẹp, không có bị trầy xước đâu hết. Chủ xe còn bố trí một cái tấm lót cách nhiệt ở trên táp lô này. Này về cây số đây các bạn, các bạn có thể xem cây số nha. Đây 14.993 cây số nha các bạn. Đó, xe thì có đây, ngoài những cái chi tiết bên ngoài thì bên trong là có camera hành trình nè, đầu DVD nè, đó camera gear rồi, đó cần số và các chi tiết này, cực kỳ là đẹp nha. Táp lô này không có bị trầy xước đâu nha các bạn, đó táp bi cửa rồi cũng vậy. Mới 14.900, thực sự là rất rất hiếm trên thị trường hiện tại. Đó, chủ xe còn bên trong thì còn có đây bố trí những cái tấm ốp để tránh việc trầy xước cái phần sơn cũng như là phần nhựa khi mà lên xuống xe. Còn về phần động cơ đây các bạn xem, đây đúng chất xe 14.900, từng bộ lon con tán, hơi dơ tí xíu thôi nha các bạn, bụi thôi chứ không gì hết á, mọi thứ còn nguyên bản hết, động cơ rồi còn bảo hành đầy đủ nha. Xe này biển số thành phố luôn nha các bạn, cho nên là các anh chị và các bạn nào có hộ khẩu thành phố thì sẽ tiết kiệm được chi phí 20 triệu phần phí biển số lần nha. Rồi thì sơ lược về cái phần ngoại thất, nội thất cũng như là về cái chiếc xe này, thì chiếc xe này hiện tại bên Huy chào bán với giá chỉ 635 triệu thôi nha các bạn. Một chiếc xe mới chỉ chạy được 15.000, biển số thành phố, chúng ta sẽ tiết kiệm được rất là nhiều chi phí. Xe này thì phụ kiện là full phụ kiện rồi các bạn, full phụ kiện rồi, cho nên là Huy nghĩ là đây là một trong những sản phẩm mà sẽ được rất là nhiều các anh chị và các bạn quan tâm nha. Rồi thì Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Nếu như mà các anh chị và các bạn nào chưa tìm được cho mình một sản phẩm phù hợp thì vui lòng đăng ký kênh, để khi có xe Huy sẽ chuyển lên kênh cho các bạn, để các bạn có thể đến tham khảo và sở hữu chiếc xe để phục vụ cho gia đình mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo ạ.